Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Bị hỏi một tháng đưa con trai bao nhiêu tiền, Triệu Lệ Dĩnh trả lời một câu khiến nhiều người xót xa. Sau khi chia tay, vấn đề Triệu Lệ Dĩnh, Phùng Thiệu Phong chăm sóc con trai như thế nào trở thành chủ đề gây tò mò đối với truyền thông và người hâm mộ. Đã tròn 3 tháng kể từ khi Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong tuyên bố ly hôn, cặp đôi vẫn khiến người hâm mộ tranh cãi với nhiều vấn đề liên quan. Một trong số đó là cách chăm sóc cậu con trai quý tử tưởng tượng chỉ mới 2 tuổi. Vì con trai, Triệu Lệ Dĩnh giảm thiểu công việc hết mức có thể, dành nhiều thời gian bên con những lúc không phải đi làm. Trang BGH mới đây có một bài viết nói về một vấn đề tế nhị khiến nhiều người tò mò. Trong một bài phỏng vấn, nữ diễn viên đã nhận được một câu hỏi, một tháng sẽ gửi cho con trai bao nhiêu tiền? Nàng Sam Sam đã phản hồi lại rằng, dù rằng cô và chồng cũ cùng nuôi dưỡng con trai, nhưng chỉ cần tiểu quý tử cần bất cứ thứ gì, cô đều sẽ đáp ứng. Lời chia sẻ này của Triệu Lệ Dĩnh khiến nhiều người xót xa. Nữ diễn viên và Phùng Thiệu Phong từng là cặp đôi hot nhất làng giải trí. Ai cũng ngỡ rằng cả hai sẽ vung vén một tổ ấm kiểu mẫu. Vậy nhưng sau 3 năm mặn nồng, cả hai quyết định buông tay. Cậu con trai tưởng tượng được cho là đang ở bên tài tử họ Phùng và ông bà nội. Triệu Lệ Dĩnh liên tục phải bay đi bay về giữa Bắc Kinh và Thượng Hải để chăm con. Tình cảnh này khiến cho nhiều cinet mong muốn rằng cả hai có thể hàn gắn nói lại duyên xưa để gia đình nhỏ hoàn chỉnh. Vậy nhưng xem ra phần trăm điều này có thể trở thành hiện thực là vô cùng mong manh. Chỉ vì một chi tiết đáng ngờ, Triệu Lệ Dĩnh dính luôn nghi vấn có tình mới sau 3 tháng ly hôn Phùng Thiệu Phong. Vào ngày 24 tháng 7 vừa qua, cô nàng nhận được vô số sự chú ý khi nhận lời mời tham dự event tuyên truyền của thương hiệu thời trang Dior. Xuất hiện rạng rỡ tại sự kiện này, Triệu Lệ Dĩnh cho thấy visual lên hương ngút ngàn và tâm trạng vui vẻ thoải mái. Vậy nhưng với các thánh soi CBIT tin tưởng, họ đã phát hiện ra một chi tiết cực kỳ đặc biệt, đó chính là việc Triệu Lệ Dĩnh đeo một chiếc nhẫn kim cương sáng chói tại ngón giữa bàn tay phải. Dựa theo ý nghĩa việc đeo nhẫn ở các ngón tay, Cinet lập tức đặt nghi vấn Triệu Lệ Dĩnh đã có tình mới sau 3 tháng ly hôn. Sau 3 tháng ly hôn với tài tử họ Phùng, nàng Sam Sam tuyên bố thời gian tới cô sẽ tham gia thêm một số sự kiện khác. Không chỉ vậy, sẽ gia nhập đoàn làm phim, tiếp tục đọc thêm kịch bản mới. Điều này có nghĩa Triệu Lệ Dĩnh chuẩn bị tập trung toàn bộ 100% vào công việc. Đây sẽ là lúc mà các đối thủ khác trong giới giải trí phải dè chừng. Sự kiện hot nhất hôm nay, Triệu Lệ Dĩnh lộng lẫy như nữ thần, lu mờ cả mỹ nhân Bắc Kinh, cảnh điềm cùng dàn sao quyền lực. Nhiều fan bình luận rằng nhan sắc và khí chất của Triệu Lệ Dĩnh ngày càng hoàn hảo, không có bất kỳ tì vết nào. Trang Sina đưa tin, chiều tối ngày 24 tháng 7, Triệu Lệ Dĩnh tham dự sự kiện thời trang của thương hiệu Dior đình đám. Đã lâu lắm rồi, người đẹp Sở Kiều Truyện mới nhận lời mời dự event, đặc biệt là sau khi tuyên bố ly hôn, lịch trình công việc của nàng Sam Sam đều hạn chế đến mức tối đa. Xuất hiện rạng rỡ và cực kỳ tươi tắn với chiếc váy khoe khéo đôi chân trần nụt nà cùng vòng cổ ngọc ngà trắng muốt, Triệu Lệ Dĩnh nhận được vô số lời khen từ người hâm mộ. Nét đẹp của quý cô độc thân đắt giá nhất nhì CBIT hiện nay ngày càng trở nên đầm thắm, dịu dàng và quyến rũ. Vợ cũ Triệu Lệ Dĩnh hoàn toàn lu mờ, mỹ nhân Bắc Kinh, cảnh điềm, Lưu Vũ Hân, Vương Tử Văn, cả về nhan sắc lẫn thần thái. Tuy nhiên, một trong những điều gây ấn tượng nhất buổi tối ngày hôm nay chính là bộ ảnh tạo hình của Triệu Lệ Dĩnh được studio tung ra trước khi bắt đầu sự kiện. Cô nàng khiến nhiều người trầm trồ và nể phục bởi khí chất sang chảnh, đặc biệt là thần thái lên hương, hoàn toàn giản dị và tự nhiên trước ống kính, không còn những hình ảnh cứng đờ, gượng gạo, thiếu tự tin như trước. Giờ đây, Triệu Lệ Dĩnh đã lột xác thành con người hoàn toàn khác hẳn. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.